Em chào các bác nhé, là em Lâm đây. Hôm nay em tranh thủ làm video về những cái chiếc bếp ga mà dòng bình dân, em gọi là dòng bình dân, còn dùng cho gia đình nhà mình chỉ yêu cầu cần đun nấu, không cần nhiều chức năng quá, thì em sẽ giới thiệu mẫu bếp này. Đây là mẫu Zina phím vặn. Thì hiện tại nhà em đang có khoảng tầm 15 chiếc này đang dọn chờ sẵn rồi. Đấy, em chỉ quay tạm trước một chiếc thôi. Còn thì hôm nay là hầu như bếp từ em bán sạch bách nhà rồi. Đấy, hầu như là sạch rồi. Hầu như là không còn luôn rồi. Đấy, có bếp chưa dọn thợ người ta lấy rồi, mà dọn rồi thì bác nhà dân thì mua rồi. Thì đấy thì em sẽ nói ở video sau. Thì đây em sẽ quay về mẫu bếp ga nhà em. Mẫu này thì hiện tại em đang còn hơn chục chiếc. Hiện tại là em mới chỉ có dọn xong và chưa lau bóng đâu. Tranh thủ để quay video trước để cho các bác được ngắm hình dung bếp đây. Toàn bộ bếp hầu như đợt này là cực kỳ đẹp. Toàn bộ là sản xuất từ 2012 đến 2013 luôn. 2014. Đây, em còn một dạng luôn. Bếp đây. Hai nướng này giá đây. Nướng này. Camera quay. Tương đối là đẹp. Nó tương đối là đẹp. Cận cuối năm rồi thì để kích cầu nhu cầu mua hàng của các bác thì nhà em đã có một chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt. Hiện tại nhà em đang có một chương trình cực kỳ đặc biệt là mua hết ra là em sẽ tặng một cơm Nhật đấy, combo cho bác nào về nhà mới đấy. Chiếc bếp ga này là em sẽ bán cho 5 bác còn lại mà đã mua bếp nhà em rồi, đã mua bếp nhà em rồi nhé. Mấy hiện giờ muốn mua thêm cho bạn bè hoặc hàng xóm mà đã mua nhà em rồi là sẽ có bill cọc tiền nhà em, thì gửi cái bill lại cho em. Thì là em sẽ tặng một nồi cơm nhé. Tức là mua một cái bếp ga này em sẽ tặng một nồi cơm này. Đấy. Đấy, đặc biệt đấy nhé. Là chiếc bếp ga này là em bán là 1,2 triệu. Là chiếc này đấy, 1,2 triệu chiếc này là vẫn có bảo hành cho các bác là 1 năm. Hết 1 năm bảo hành thì bọn em bảo hành cho thêm 10 năm nữa. Tức là các bác gửi về là em bọn em sẽ sửa chữa miễn phí. Chỉ có điều là các bác phải mất tiền phí đi thì đi về thôi, và phí thì đi về nó không đáng bao tiền đâu, nó chỉ vài chục ngàn thôi. Thì cái đấy em cũng nói rồi. Đấy. Còn bác nào mà mua nồi cơm thì em sẽ bán theo combo bếp. Đấy. Là chiếc nồi này là em sẽ bán là 500.000. Đấy. Tức là 1,7 triệu là các bác được một bếp ga và một nồi cơm. Nồi cơm là đời cao nhá, nồi cơm đẹp bác nhá, không phải nồi cơm xấu ế không bán đâu. Đáp 2016 đấy, toàn lời đời cao thôi. Nồi đẹp, nồi cực đẹp luôn, mạ vàng đấy, sắc nét luôn. Cái này đế nó xước sát để không tránh được, nhưng lòng nồi là đẹp cực kẹp, không có vết chấm chát đâu nhé. Đấy, 500.000 chiếc nồi này đấy, chỉ dành cho những bác nào đã mua hàng nhà em rồi đấy. Đã mua hàng nhà em rồi thì em sẽ bán 500.000 một chiếc. Hiện tại em còn 5 chiếc đấy, để ủng hộ cho các bác đã ủng hộ nhà hàng nhà em suốt thời gian qua. Để bác nào mà mua bếp ga rồi mà cần mua nồi cơm thì em sẽ bán 500.000 một chiếc này. Mà bác nào mà mua combo bếp này thì là em sẽ tặng theo nồi cơm và tính giá là 500.000. Đấy, tức là mua bếp là với cả lồi thì em chỉ tính 1,7 triệu là cả bếp cả lồi. Đấy, đều bảo hành như nhau. Đấy, thì sau đây em sẽ phải test được bếp lồi cho test bếp cho các bác. Đây thì xanh nhất. Và em cũng hướng dẫn các bác chế độ nấu cơm. Thì các bác hình dung của em cái bếp quả này là vẫn nấu được cơm các bác nhé. Vẫn nấu cơm bình thường nhé. Thì các bác nấu cơm thì các bác lưu ý hộ em ấy, là hai bên bếp nó sẽ có một bên to bên nhỏ. Bếp nào cũng vậy, bếp Nhật là nguyên tắc nó sẽ có một bên to bên nhỏ, hiếm khi bếp hai bên bếp nào là đều to cả lắm, nó do thợ đóng rồi. Còn nguyên bản của nó là một bên to một bên nhỏ. Thì em tắt bên to thì trước nhé. Thì bên nhỏ là các bác lưu ý hộ em là vặn lửa và tầm mực thu vừa thôi. Vừa lửa làm sao mà cái lửa nó bén ra bằng cái miệng này. Thì các bác cứ đặt vo gạo bình thường, đổ nước bình thường bằng như là mình đang nấu cơm nồi cơm điện bình thường. Thì vào mình đậy vung lại thì các bác cứ nấu cơm bình thường, lúc nào nó chín hết thì tự động cái van ga nó sẽ đóng lại luôn. Thì tại sao em lại bỏ nó đóng? Thì là cái ti này nó sẽ cạn nước thì bắt buộc nó sẽ thu ga lại. Đấy, nên là các bác yên tâm là nấu cơm ăn rất ngon luôn. Nồi quả này vẫn nấu được cơm nhé, mà là cơm cháy luôn, cơm cháy vàng rất là ngon luôn. Các bác lưu ý với em nhé, là nồi bếp này thường này vẫn nấu được cơm nhé. Em đã test rồi và đã nấu chín cơm rồi. Đấy, các bác yên tâm nhé. Số điện thoại em đây. Em vẫn là cầu Giàm Ninh Giang Hải Dương. Đấy, cầu Giàm Tân Hương Ninh Giang Hải Dương. Số điện thoại em đây 0377 99
6066 đến số điện thoại nhà em. Đấy, trước này em bán 1.2 triệu vẫn bảo hành 1 năm cho các bác. Thì cuối năm rồi thì vẫn là mà lưới trong chuột thì em có thể tranh thủ bảo cho các bác được, nhưng mà pin thì hiện tại em đang hết vì pin lại chưa gửi về được rồi. Đấy, hiện tại đang hết pin thì em sẽ không tặng pin đi theo nữa, mà em sẽ vẫn tặng lưới trong chuột cho các bác bình thường nhé, vẫn có lưới trong chuột cho các bác bình thường nên yên tâm. Đấy, các nào mua thì alo cho em 1.2 triệu một chiếc này nhé, vẫn bảo hành 1 năm, hết 1 năm thì bọn em bảo hành cho thêm 10 năm nữa. Đấy, các bác yên tâm nhé. Bếp thì cực kỳ sắc nét luôn, đợt này em có một form hơn chục chiếc thì bác nào lấy thì alo cho em. Mà mua bếp ga mà cần mua nồi cơm thì em vẫn bán 500.000 nhé, 500.000 nồi cơm này nhé, em chỉ còn 5 chiếc thôi. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em 5 chiếc 5 bác, mà bác nào mua bếp thì em rồi mà cần mua nồi cơm thì cũng alo lại cho em, thì em sẽ để chiếc này 500.000 thôi quá. Nhà em từ trước giờ là tiền phí gửi là em không chịu trách nhiệm đâu nhá, tiền phí gửi tùy các nơi, nơi vài chục thì nơi hơn 100 thì các bác tự thanh toán của em nhé. Em chỉ bán bếp tại nhà thôi, còn phí các bác phải tự chịu. Đấy, 1.2 triệu một chiếc. Đấy, video cũng hơi dài rồi, em xin phép em chào các bác nhé, hẹn các bác ở video sau.